Các bạn đang nghe truyền tại nghe đọc truyện chấm nét. Mời các bạn đón nghe câu chuyện oan hồn quỷ có độc Chuyện ngắn nằm trong series truyện kinh dị sống bên rừng bi mộ của tác giả ngạ quỷ qua giọng đọc định soạn. Liệu cắm cây nhang cho thật ngay ngắn vào trong cái bát hương đã sườn cũ. Anh lẩm nhẩm khấn vái mấy câu cho thật nhanh chóng Rồi lại quay đầu thỏ lấy con dao to bản Đã chuẩn bị sẵn từ nhà Để phát hết lớp cỏ Mọc quanh nấm mổ của ông Toại Mỗi năm Cứ đúng dịp trung tuần tháng chạp Là kiểu gì liệu cũng phải lên khu nghĩa trang này Để dọn cỏ cho bố Ông Toại mất được 4 năm Liệu thì lại đi làm xa nhà Nhưng anh vẫn không bao giờ Quên cái dịp tảo mộ cuối năm Cho ông Toại Vì liệu sợ rằng ông toại nằm dưới mồ hoang lạnh lẽo lại tủi thân trách anh không làm tròn bổn phận của một người con Tạo mộ xong liều lại ngồi xuống cái tảng đá ở gần ngôi mộ mặt thở dài nghĩ lại đời người cũng thật ngắn ngủi nhớ đến cái ngày ông toại còn dẫn anh đi học dưới thành phố thế mà bây giờ đã thấm thoát qua mấy năm đã không còn bóng dáng của ông cảnh còn người mất đúng là một câu chuyện thê lương chờ cho hương đã tàn trong cái bát nhang liệu thu lại hết đống hoa quả đổ vào trong chiếc túi bóng để đem về đi ngang qua một khu mổ vắng chợt anh thấy có một ông già đang cặm cụi xếp từng viên gạch quanh một nấm mổ không hề có cỏ mọc hẳn là nấm mổ này là của một người vừa mới chết sẵn dịp đang rảnh rang lại muốn tìm người để nói chuyện nên liệu liền đổi hướng đi về phía ông già Ông già kết độ trưởng 70 tuổi dáng người già nua lỏm khỏm, Nhưng xếp đá vẫn còn nhanh lắm Liệu trường bước đến gần ông ta Thì liền cất tiếng gọi Dạ con chào bác Ông già đang xếp đá Trượt ngưng tay Nét mặt hơi ngạc nhiên Quay sang nhìn liệu rồi gật đầu chào lại à, Vâng chào cậu Cậu tìm ai Liệu lắc đầu cười nhạt xua tay nói À, dạ không thưa bác cháu không có tìm ai cả cháu đến là để thắp hương cho bố cháu thôi ông già nhìn liệu một lượt rồi hỏi tiếp thắp hương cho bố cậu à chắc làm cậu đi xa xứ khổ thân lại không biết mộ bố ở đâu chứ gì thế bố của cậu tên là gì quê ở đâu để tôi chỉ cho liệu lại cười lắc đầu nói dạ không thưa bác bác hiểu lầm ý của cháu rồi Cháu chỉ muốn qua đây để nói chuyện với bác một chút cho nó vui thôi Sẵn tiện thì đang rảnh nên là muốn phụ giúp bác một tay Chứ cháu cũng vừa từ mộ của bố cháu qua Nào có phải làm ăn xa xứ gì đâu Ông già nghe thấy như vậy Nét mặt trượt thả lỏng thản nhiên cười rồi nói Đấy tôi già nên là lắm lúc cứ hay suy nghĩ linh tinh Lại còn tưởng cậu đi làm xa xứ lâu không có về Bố cậu lại mới mất khéo không tìm được mộ Nên làm mới tính là chỉ cho cậu Liệu ngồi xuống một tảng đá gần đó Đem hoa quả vừa mới thắp hương Mở ra mời ông ta ăn Dạ mời bác thụ lộc cùng cháu Ông già xua tay nói Lộc nhà ai thì người ấy hưởng Không thì mất lộc đấy Liệu cười rồi nói Ôi cháu đâu có mê tín đến như vậy đâu bác mà nghe bác nói chuyện thì hình như là bác rất quen thuộc cây khu nghĩa trang này thì phải Ông già gật đầu Ông ngừng xếp đá Rồi cũng ngồi xuống nhận lấy hoa quả mà liệu chi cho Ngồi bóc vỏ cam mặt thở dài nói Thú thật thì không có dấu gì cậu Tôi đã làm quản trang ở đây được hơn 20 năm rồi Tôi tên là Trinh Còn cậu... Liệu mà to hai mắt tròn xoe Anh thoáng kinh ngạc vì không ngờ ông già tên trịnh này Lại là quản trang ở đây Ban đầu anh thấy ông ta tu bổ ngôi mộ Thì còn ngỡ rằng là người nhà nào đó Có một người nằm dưới mộ Nhưng xem ra thì không phải Liệu đáp lại Dạ cháu tên là Liệu Ông trịnh gật cổ Đem miếng cam đút vô vào miệng Liệu vừa ăn hoa quả vừa hỏi chuyện Bác chỉ làm quản trang Mà sao còn tu bổ luôn cả mộ cho người khác vậy Ông Trịnh nói Người chết thì cũng như người sống tôi cậu Nếu mà mộ mà không được thường xuyên chăm sóc Thì ở dưới âm họ cũng khổ lắm Cũng giống như là trên trần thế mà thôi Không được tắm rửa thường xuyên Thì khó chịu lắm đấy cậu Liệu lại cười rồi hỏi tiếp Ngôi mộ này sạch sẽ cỏ cây quá bác Chắc là người này cũng vừa mới mất có phải không Ông Trịnh đang ăn miếng cam Nghe đến quá nửa thì liền ngừng lại Thở dài xua tay rồi nói ầm um, Không phải đâu Cô gái chết ở dưới nấm mồ này Đã được chôn ở đây độ 6 năm rồi đấy Liệu lại hỏi ngay 6 năm mà sao mộ vẫn sạch như vậy Chắc là người nhà cô ấy Phải chăm đến tu sửa mộ lắm có phải không bác Ông Trịnh vẫn lắc đầu nói Không phải Không những người nhà cô ta không hề đến mà thậm chí là ngày lễ ngày rỗ Cũng chẳng tới mặt mũi bao giờ Liệu có vẻ hơi sừng sốt Anh hỏi Vậy chứ bác đừng nói là cái mộ này Là vì bác thương người ta Nên là dọn cỏ thường xuyên giúp đấy Ông Trình vẫn tiếp tục lắc đầu nói Cũng không có phải Bao nhiêu ngôi mộ như thế này Còn có nhiều người chết thê lương hơn cô ấy Tôi một mình thân già Làm sao có thể khám hết nổi những cậu Đến đây thì liệu hơi khó chịu Đoán giả đoán non đến mấy lần mà vẫn không phải Liệu có phải là do ông giả trịnh này ngẫnh ngãng nên trả lời linh tinh Bao nhiêu lý do như vậy vẫn rành rành chối cãi Vậy thì tại sao môi ngộ cỏ lại không hề có một nhảnh Lại còn sạch như là phun hóa chất diệt cỏ mới lạ Ông trình thế liệu cứ nhấp nhổm bền giải thích ngay Những lý do mà cậu đưa ra Lẽ thường thì đáng phải như vậy Nhưng mà cái ngôi mộ này không có cỏ cây Cũng là vì có lý do của nó Là vì cỏ cây không thể mọc nổi Liệu thoáng trợn tròn mắt kinh ngạc Cỏ cũng không thể mọc nổi là sao thưa bác Ông Trịnh gật đầu rồi nói Nếu mà cậu muốn biết rõ cái chuyện này Thì để tôi kể rõ tường tận Cái sự cố của chủ cái ngôi mộ này Từ lúc sinh thời cho đến lúc mất Tôi làm quản trang 20 năm Nên là chuyện gì liên quan đến người chết ở đây Tôi cũng đều hiểu rõ Lão Trịnh dừng lại một chút rồi hỏi Mà cậu có rảnh không? Có rảnh thì để lão già này kể chuyện cho nghe Liệu gật đầu đồng ý Tết nhất đến nơi rồi bác Cháu chỉ có một thân một mình nên là rất là rảnh Mời bác kể cho Lão Trịnh gật đầu Ngồi ở tư thế ngay ngắn Mắt rõ nhìn phía xa chân trời Rồi bắt đầu thả giọng nhập đề Dạo năm 8687 của thế kỷ trước Có một đợt Người ta đổ xô đi tìm gỗ quý Gỗ khi ấy thịnh lắm Được người suy đem về Để chế tác gia công đồ mỹ nghệ Dành cho những người có tiền Với giá thành cao Mà gỗ thì cấm tiền khai thác Vì lý do phá hoại rừng Vậy mới sinh ra Lắm kẻ lâm tặc khai thác chui lủi Dùng mọi thủ đoạn để kiếm được gỗ tốt Đem bán đi Nhằm trục lợi bất chính Đoài cũng là một kẻ như vậy Gã là một tên lâm tặc át ôn lưu manh Còn là một kẻ có cuộc đời hủ bại táng tận lương tâm Thậm chí khiến cho người đang yên vị Dưới mồ sâu huyệt lạnh Không phải đội mồ trở dậy Mà trả thù gã Đoài quê ở lương xá Bắc Ninh Gã vốn là một người thợ chế tác đồ mộc danh giá Cha của đoài thường làm việc ở Đồng Kỵ Nên tiếp xúc với nhiều gỗ Đoài cũng theo nghiệp cha Mà sau khi lớn lên Cũng theo nghề gỗ để kiếm ăn Có một đoạn thời gian Giá gỗ đắt như giá vàng Khi ấy đoài 18 tuổi Bỏ nhà theo một đám người lên vùng cao Hà Giang Để kiếm gỗ tốt Vận chuyển bí mật về xuôi Để chế tác thành đồ thủ công mỹ nghệ Để làm giàu nhóm người của gã lên vùng đồng tâm bắc quang hạ giang khi đó ở trên vùng ấy đồng tâm vẫn còn rừng còn nhiều loại gỗ quý tại đây gã gặp một người phụ nữ tên là thu hương cô ta đã kêu mặn gã rồi bén duyên với gã nhờ cuộc tình ép buộc vốn hôm ấy trời mưa tầm tã đòi bị đám giang hồ vùng này chém cho đẫm máu ngã xuống nước rồi trôi đến một khúc ré ở sông thì bị cành cây mắc lại Thu Hương hôm ấy đang ở trên cái quán cóc gần giao lộ Nhìn thấy có người bị nạn giặt vào trong bờ Thì cô liền vội vã đội mưa ra ứng cứu Khi vớt người ấy lên Thì cô phát hiện ra người đó là một người đàn ông Toàn thân đẫm máu Quần áo người này bị rách tả tơi Rồi thủng như vết dao đâm Người đó sốt mê mang, bất tỉnh, thở sốc như là sắp chết Thu Hương đem đoài vào trong nhà cứu chữa Còn ngỡ là gã không qua khỏi Nhưng không ngờ Gã lại phúc lớn mạng lớn Tuy sống vật vã lay lắt Mà cũng không chết được Thu Hương hàng ngày chăm bẫm đoài như một đứa trẻ Thân gái một mình giữa quán khóc Lại chẳng có ai để nhờ vả Cô đành phải tự tay tắm rửa cho đoài Tự tay lau chùi thân người cho gã Không còn sót một chỗ nào Dẫu là có vùng kín khi đòi tỉnh lại biết là thu hương đã cứu mình gã không những không nhớ ơn mà còn chờ cho hồi phục khỏe hẳn thì lập tức vận thu hương ra để hãm hiếp cô thu hương vần vũ chống cự không được cuối cùng cô đành phải buông thả phó mặc cho số phận đưa tới đâu thì hay tới đó qua cơn tủi nhục thu hương bị đòi ép phải lấy gã làm chồng rồi thờ phụng gã như mẹ như cha ở trong nhà từ đó thương ở vậy với đoài sống trong cái quán cốc nhỏ ngày thì đoài theo đám côn đồ vào trong rừng đốn gỗ đêm thì lại về hành hạ thu hương như một nơi để giải tỏa nhu cầu sinh lý và chút đi những thú tính trong con người của gã thu hương là một người con gái xinh đẹp vốn là độ tuổi của cô thì ở quê đã có được vô số chàng trai để mắt tới mà đưa lễ giảm họ nhưng vì cô phải trốn bố mẹ Không muốn gả cho một lão già Để trả nợ thay cho gia đình Nên đã bỏ trốn lên vùng cao này Để mở cái quán cốc nhỏ này Bán buôn hàng hóa từ xuôi Với nước nôi cho cánh tài xế Vốn khổ cực Thì Thu Hương cũng đành cam chịu Cốt sao để có được tự do Thoải mái Nhưng người ta vẫn có câu nói Đời vốn dĩ đã cực Sẽ còn cực hơn Tiền thân cho một cuộc đời cơ cực Chính là sự trả nợ từ kiếp trước Và cuộc sống phóng túng buông thả kiếp này Chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân Có thể vì thu hương ích kỷ Bò bò giữ lấy sự tự do cho riêng mình Nên cô đã phải trả giá Bằng trinh nguyên đời con gái Cho một kẻ gian trá Lấy oán báo ơn như đoài Đoài thường cứ ăn rồi lại ngủ Đêm ngày thì rượu trẻ bê tha Bán được chút gỗ Thì lại đi ăn chơi đảng điếm coi nhà như nhà trọ cũng có thể vì chính cái tính cách ấy của gã mà đoài không sao có thể khiến cho thu hương có con được trời phạt gã chẳng thể có con để nối dõi tông đường thu hương cam chịu sống vật vã qua ngày cho đến năm năm sau cô chợt mắc phải một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp bệnh liệt toàn thân không liên tục do chấn động thần kinh đoài thường ngày hay hành sát thu hương nhưng từ khi thấy vợ đau ốm Thì gã chuyển sang thương cô nhiều lắm Gã bỏ hẳn đi rừng đi núi Để đốn cây Chỉ để ở nhà chăm sóc cho cô Cũng chỉ được vài bữa Rồi thì gã lại bắt đầu dẫn gái về nhà Dẫn cả những ả à gái làng chơi tham tiền Về hoan hỷ trong chính cái quán cóc Đơn sơ của Thu Hương Thu Hương không ghen Cũng chẳng tiếc hận gì Vì suy cho cùng Cô cổ với gã cũng đâu có tình cảm gì cô chỉ là một thứ công cụ để gã thỏa mãn cái nhục dục của mình khi túng thiếu nghĩ lại cơ sự lúc trước thu hương hằng đêm hai hàng nước mắt chảy dài vừa xót thương cho số phận của mình vừa nghĩ lại nếu ngày ấy mà cô nghe theo lời của cha mẹ lấy quách cái lão già kia cho xong thì chắc lẽ giờ này cũng không khổ đến như vậy lão già kia tuy già nhưng rất yêu thương thu hương lão sẽ rất quý cô và quay cô như báu vật Lão sẽ không bao giờ trả đạp cô Giống như đoài như vậy Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thì mọi chuyện cũng đã qua rồi Không có liều thuốc hối hận nào Có thể chữa lành được vết thương Do quá khứ tạo nên Cũng không có cỗ máy nào Có thể xoay chuyển thời gian Cho người ta quay trở lại điểm xuất phát Để làm lại từ đầu Vận mệnh an bài Thu Hương cứ như vậy cam chịu cho đến khi đoài chẳng đoái hoài gì đến cô đến lúc gác không còn cho cô ăn cũng chẳng thèm sửa soạn thay quần áo cho cô hàng ngày thỉnh thoảng thu hương vẫn còn hoạt động được nhưng phải nén nỗi đau như giằng xé để tự nấu cơm tự sinh hoạt rồi lại nằm thử một chỗ như một người chờ chết cho đến một ngày cô không thể chịu nổi cực cảnh cô đã nghĩ đến một con đường giải thoát cho số mạng của mình đó là sự quyền sinh Tối hôm đó Một lọ thuốc độc nho nhỏ Được làm từ chất hóa học không rõ tên Được Thu Hương đặt ở trên bàn Lọ thuốc này cô đã chuẩn bị từ rất lâu nay Ngay từ cái ngày đòi cướp đi Để con gái của cô Là cô đã muốn uống thuốc độc tự tử Để kết liễu đời mình Nhưng suy cho cùng Con kiến nhảnh cây Ngọn cỏ còn tham sống Huống hồ là một người con gái mơn mờn Tuổi xanh như cô Để đến ngày hôm nay đã là sự bức hại cuối cùng Mà đoài dành cho cô Cô quyết định một con đường lựa chọn sáng suốt Một lối đi cho cả hai Và trên hết là phải khiến cho đoài Kẻ khốn nạn có lương tâm Bị chó tha đi Sẽ phải đền tội Thời gian điểm đúng 10 giờ Đúng vào cái thời gian mà đoài thường say xưa Lê lết bỏ từ ngoài đường về Và thường lôi theo một ả à gái điếm lặng chơi Thu Hương đã ngồi ở đó Chờ sẵn gã từ rất lâu Tay cô lăm lăm lọ thuốc độc Cả người cố gắng gồng hết sức mình Để chống chọi lại cơn liệt ập đến Để ngồi thẳng người Cố không gục ngã Đúng giờ Đoài như thánh thần hiện linh kịp lúc Trước khi thu hương không còn chút sức lực nào Mà ngã gục xuống Thì gã lại xuất hiện Tay của gã ôm chặt một ả à gái làng chơi Với cái môi đỏ son lòe loẹt Cùng với lối ăn mặc lố lăng Đi thoát của ả à. Đoài đạp cửa xông vào trong nhà Đòi định giống như mọi khi Là sẽ gạt phăng người thu hương xuống giường Mà chiếm lấy cái giường Để ra hoàn với cô gái điếm Mặc cho thu hương ngã xuống đất Dơm dấm nước mắt Khóc đau đớn và vật Nhưng hôm nay lại khác Khi gã vừa mở cửa ra Gã đã thấy một hoàn cảnh không giống mọi hôm Thu hương đang ngồi ở đó Cô đẹp như ngày đầu gã mới nhìn thấy cô Mùi hương trên người của cô Thơm nhẹ nhàng như mùi hoa phượng Cô người đó tự như thiên thần Từ trên trời giáng xuống Làm cho gã hóa mắt Trong cơn say lề nhẹ Đoài cố gắng dụi mắt mấy lần Để xem liệu có phải gã đang nằm mơ Hay là gã đang nhìn nhầm hay không Nhưng không Gã không hề nằm mơ Thu Hương vẫn đang ngồi đó Cô xinh đẹp tuyệt trần Thời khắc này như đã điểm sẵn Là thời khắc cáo chung cuối cùng Mà Thu Hương đã dành cho mình cô nhìn đoài cất giọng run rẩy đầy oán động với hơi thở ngắt quãng như sắp tàn cô nói tao nguyện rủa mày đời này kiếp này cho đến kiếp sau nữa đều sẽ phải chết khổ sở vì tao nói xong cô liền mở nắp lọ thuốc độc tức khắc đổ vào trong miệng đoài như bừng tỉnh trong giây phút ấy gã như có một chút gì đó hối hận gã đạp phăng con ả à làng chơi sang một bên rồi lao như điên về phía thu hương mà gào lên đừng em dẫu vậy thu hương đã nuốt trọn số thuốc độc chỉ vòn vẹn có nửa lọ thuốc độc con thôi nhưng cũng đủ để lấy đi tính mạng một con người thứ chất độc ấy còn nhanh hơn độc của loài rắn nhanh hơn cả thủy ngân rửa vàng nhanh hơn cả axit đậm đặc ăn món da thịt chỉ có mấy giây thôi mà da thịt cả người của thu hương đã chuyển sang đen lánh Mạch máu đông ngưng tụ, Cô dãy ruộng mà chết trên nền đất Mắt cô mà to trừng trừng Không sao có thể nhắm lại nó Đoài rơm giấm nước mắt Buồn bã tiếc thương Nhưng chẳng được lâu Cơn điên của gã lại lộ ra Gã phần xác của thương ngồi dậy Cho thẳng vào mặt cô mà quát Tại sao mày lại chết Tao đâu cho mày cái quyền được chết Gã lấy tay tát bông bốc vào mặt của cô hành cái sắc rũ rượi của cô như một loài cầm thú gã điên tiết gã gào lên trong hoảng loạn gã lôi con ả làng chơi lên giường vần cái sắc của thu hương đang mở chậm chằm đặt vào chiếc ghế ngồi rồi gào lên nói mày ghét tao lăng loạn với con đàn bà khác phải không mày hãy mở to mắt ra mà xem tao làm gì ả đây này nói xong gã vần con điếm làng chơi ra hỉ hục thỏa mãn nhục dục đôi mắt của thu hương vẫn mở to trợn trừng như vậy Cả người của cô đã lạnh lẽo Không còn một chút hơi ấm Đòi hành hạ thỏa mãn nhục dục xong Trong cơn say mềm Lại nhìn ả à gái làng chơi đầy thú tính Ả à, ta cũng nhận ra được một điều gì đó Manh độc trong mắt của gã Ả à, vùng vẫy khỏi tay của gã Để chạy trốn Nhưng ả à, đâu có thể thoát được Gã nhanh thuần thoát Đã túm lấy được cổ của ả à, Rồi kéo ả à quay lại và gào lên mày định chạy đi đâu vì mày mà vợ ta phải chết mày hãy trả nợ và chết cùng với nó đi nói xong gã ép ả à ta phải quỳ xuống rồi lấy nửa lọ thuốc độc trên bàn bành miệng của ả à ra trong sự gào khóc dãy rủa chảy nước mắt của ả à. thuốc độc bắn tung tóe vương vãi vào cả tay của gã nó dính một miếng lên miệng lưỡi của ả à. nhưng chỉ có một ít ấy thôi là cũng đã đủ để cho ả à ngấm độc cả thân nghịch của ả à dần thoi thóp và buông thõng không giống như thu hương ả à không dính phải lượng chất độc nhiều như cô nên khi chết môi của ả à chỉ hơi thâm lại. ả à chết xong thì đoài lôi xác của ả à ném xuống sông còn xác của thu hương thì gã cho vào một chiếc hố đất phía sau vườn mà ném cô vào đó lấp đi gã tự cho rằng mình làm như vậy đã cho thu hương một nấm mổ yên mà đẹp coi như gã đã không quá táng tận lương tâm mà trả ơn cô đã cứu mạng gã suốt bao năm qua Hai năm sau Đoài rước một cô vợ mới về Cô vợ kế này của gã là một dân giang hồ có tiếng Nên thường ngày gã không dám làm cản Vì thương đã chết mấy năm Mà gã thì giọng này cũng kiếm chắc được Nên càng ít đi bê tha siêu trẻ Và cả vì con đường xuôi qua tỉnh lộ Cũng đã đổi hướng Không còn vắt ngang qua đây Khiến cho cái quán cóc vốn đã vắng vẻ nay càng thêm tiêu điều cánh lái xe tải hiếm khi tạt qua đây khiến cho tình trạng làm ăn lâm vào ế ẩm trước đây nếu như đoài không đi vào rừng đốn củi thì cái quán cốc này cũng đủ nuôi sống gà hơn nữa thu hương vừa đẹp người vừa đảm nên quán xuyến chi tiêu rồi kiếm chắc từ việc buôn bán cũng khá lắm nhưng từ khi thu hương chết đi chẳng còn ai buôn bán gì ở đây gã chỉ có thể đóng cửa quán lại thi thoảng thì mở cửa quán ra bán chút kiếm tiền để sống qua ngày hai năm trôi qua người qua lại càng ít gã không đủ sống rồi gã gặp bà phấn bà phấn hơn gã đến độ chục tuổi nhưng lại là một người giàu có và khách tiếng trong vùng đang trong lúc gã túng thiếu thì trong một lần gã đem gỗ bán cho bà ta gã được bà ta chấm ngay lọt vào mắt xanh và đưa ra điều kiện với gã rằng nếu gã cho bà ta về chung sống thì bà ta sẽ chu cấp đầy đủ cho gã Còn cho gã tiền bê tha Đang điếm thoải mái Đoài đang trong cơn túng quẫn Lại được lời ấy như vứa được vàng Gã đồng ý ngay Và hối bà ta dọn về Trong cái quán cóc tạm bạ Mà ngày xưa Thu Hương đã dựng nên Tới nơi Bà Phán nhìn thấy quán cóc lụp sụp Thì liền nhìn gã mà nói rằng Cây quán này ngày xưa làm tạm Nên là nó ọp ẹp Vậy thôi thì từ nay Tôi dọn về đây ở à, Thì để tôi thuê người sang sửa lại Cho nó thành một căn nhà khang trang Nói được thì làm được Chỉ độ giam hôm Từ khi đòi dẫn bà Phấn về ở chung Là đã có một đội thợ hồ Đem vội vựa đến tận nơi để dựng nhà Đám người hồ hởi họ ghi lắm Bà Phấn không đập cái quán cốc đi Mà chỉ xây dựng một căn nhà cấp 4 Ở sát mép ngay cạnh bên ấy Bà ta nói mình xưa nay không quen làm ăn Chứ chỗ này tính ra là hợp đường sông đắc địa Để tôi lập một cái bến ở đây Cho người ta qua lại Chỗ này sau này sẽ là nơi tập kết gỗ Bà Phấn lại an bài thêm việc ấy Mới đầu thì đòi ra chiều đồng ý lắm Nhưng càng về sau Thì gã này cảm thấy khó chịu và cáu kỉnh Cái bản chất lưu manh trong con người của gã Vẫn không thể nào có thể giấu được Từ khi lấy bà Phấn về ở chung Gã không lúc nào được tự quyết Bao nhiêu gia sản tiền bạc Hay là công to việc lớn trong nhà Đều do bà Phấn quán xuyến Dù bà ta vẫn giữ đúng lời hứa Là cho tiền đoài tiêu sản thẳng tay Nhưng việc ấy không đủ Làm cho gã thỏa mãn Với một lòng tham sâu như biển Đoài toàn tính đến nhiều việc còn hơn thế Gã cứ ăn phận bảy mươi tính kế Rồi cho đến một ngày Lúc bà vẫn không để ý và sơ hở gã đang tâm bóp cổ chết bà ta Và cướp toàn bộ gia sản của bà mang theo Để nó thuộc về mình Gã đặt bà ta ngồi xuống chiếc giường gỗ mới cứng Rồi nguyền rủa bà ta Cái con mụ đáng ghét này Mày kìm hãm tao như vậy là đủ rồi đấy Thì cũng đến lúc mày phải trả nợ đi thôi Chưa từng quay dám quản cái thằng đòi này Vậy mà cái mụ này dám làm như vậy Thì đáng phải tội chết Nói xong Đoài lại gạt xác của bà phấn ném xuống sông phi tàn vùng cao vắng vẻ lại toàn dân tha hương biệt xứ nên cho dù có giết người thì cũng chẳng ai biết đó là đâu sau ngày đoài giết bà phấn lũ đàn em dưới chứng của bà ta đến tìm hỏi đoài cha hỏi gắt lắm chúng nói nếu như mà nội trong năm hôm nữa mà chúng ta không tìm ra chị phấn thì mày sẽ phải chết đám đàn em của bà phấn là xứng và châu đều là những nhân vật có móc mặt ở đồng tâm này chúng tuyệt đối trung thành và thường đi sát theo bà phấn để trao đổi những vụ làm ăn nhưng hôm vừa rồi vì cả hai đều đột ngột có công việc phải đi xa không còn ở kề kề bên cạnh của bà đòi mới có cơ hội ra tay mà sát hại bà ta như vậy thấy xứng và châu cứ dăm bữa nửa tháng lại đến tìm khiến cho đoài sinh ra bực tức đoài giận lắm nhưng không thể làm khác được độ năm năm trước đây thì đoài còn sức vóc lộng lộng đã đâu để hai kẻ kia vào trong mắt dẫu vậy qua mấy năm gã đàng điếm ăn chơi nên giờ này sức vóc cũng tiêu điều không còn khỏe mạnh giống như trước vốn trong nhóm người giang hồ mà gã chơi bời qua lại cũng có vài kẻ máu mặt nhưng lâu dần thời gian gã không còn qua lại với bọn chúng nên tình cảm đã nhạt dần thành ra không thể nhờ cậy để xử xứng với châu thay cho mình gã tính đi tính lại mãi chỉ còn nước bỏ xứ này mà đi nhưng gã lại không nỡ gã không nỡ vì vẫn còn vướng vào một chuyện chính là cái xác của thu hương cái xác người vợ quá cố của gã chôn sau cái vườn quán cóc ngày xưa sở dĩ gã không hề muốn bỏ cái xác ấy đi là vì thú tính cho con người của gã với cái xác đó chưa bao giờ nguôi ngoan mấy năm thu hương chết đi đã có không ít lần gã say rượu còn đào xác cô lim để giờ thú tính với xác thịt như ngày còn sống kỳ lạ là ở chỗ thu hương đã chết mấy năm nhưng xác của cô không hề thối rữa mà vẫn còn nguyên vẹn như hồi mới mất chắc có lẽ là do thứ chất độc cô đã uống phải là một chất kịch độc khiến cho cây xác không thể nào tan được này gã muốn chạy trốn thì phải quật cây xác ấy của thu hương lên mà thả bè trôi sông đem theo cổng ngặt một nỗi là xứng với châu vì việc canh giữ gã nên đã dọn hẳn về cái quán góc ấy để canh chừng gã thành ra gã muốn đi đâu cũng chẳng được mà muốn ở cũng chẳng xong đoài đang phân vân lắm thì một hôm giang đến tìm gã giang hơn gã hai tuổi lại cầm đầu một băng đảng khét tiếng trong vùng giang nhớ tới thời mới lên vùng đồng tâm này có đoài hay đi theo sẵn tiện một chuyến hàng đi ngang qua đây nên giang muốn nhận đoài đưa gỗ tuồn xuống vùng bắc ninh theo mối quẹt Đoài mừng lắm Gặp Giang như vớ được vàng Đêm hôm đó Gã lấn sân đến gần Giang mặc kệ khổ Gã nói Mấy hôm nay tao khổ quá mày Hai cái thằng đàn em của mụ phấn Cứ nghi là tao giết mụ Rồi giờ quay ở cái quán cóc này Không có chịu đi đâu Định bụng mấy hôm nữa giết tao đi mày Giang nghe thấy đoài nói như vậy Liền tức giận trợn mắt hỏi đoài Hai cái thằng nhãi ra ấy mà cũng dám láo với mày như vậy sao Đoài gái đầu gái tai Giảm vào kể khổ Mấy năm này Cái chuyện làm ăn của ta không có thuận Kể từ khi tách nhóm đi riêng với mày Là đầu không xuôi Mà đuôi cũng không có lọt Đến vừa rồi mụ phân ép tao quá Nên là phải lấy mụ làm vợ Nhưng mà mụ chẳng có tao sang người Chỉ như là nuôi thú trong nhà thôi Hôm tao uống rượu say thế là nhỡ tay giết chết mụ ấy giờ thì ta phải làm sao hả giang giang gật gù không nói gì mà ánh mắt chỉ sắc lạnh một chốc sau Các thì tầm to nhỏ điều gì đó vào tay của đoài rồi quay đầu đi thẳng không quay lại xứng với châu nhìn thấy giang đi vào trong nhà của đoài thì cũng ngứa mắt lắm vì xưa nay quân của xứng và châu thường hay xung đột với quân của giang Kỳ này Giang lại lườn vườn quanh đây Thì xứng với Châu lại nghĩ rằng Không lẽ nào đòi lại móc nối với sàn Để hại Châu với xứng Đêm hôm đó Châu với xứng họp bản mưu với nhau Gọi đám đàn em từ Kim Ngọc quay lên phục sẵn Trong cái quán khóc Là hãy thấy quân của Giang đến Định làm khó Thì sẽ chém thẳng tay Giang không biết việc ấy Gã cứ ngỡ rằng Chỉ có mình gã tính toán âm mưu Chứ không nghĩ được rằng Xứng với châu đã chuẩn bị sẵn Để đối phó với gã Hai bên kẻ mải gươm Đứa mải dao Chuẩn bị chờ sẵn để âm mưu giết nhau Và sự tỉnh tối hôm đó Được đẩy đến cao trào Giang kéo quân từ ngẩn thượng Theo đường bè gỗ xuôi xuống đồng tâm Quân của Giang đông đến độ chục người Toàn kẻ cầm dao với gậy Chúng âm thầm cập bến Rồi liền vào nhà của đoài Họp mưu với đoài để quây giết hết đám đàn em Của châu với xứng Đổi lại Giang sẽ giết Châu với xứng thay cho đoài Và đoài từ nay phải cam nguyện dưới chứng của Giang Đồng nghĩa với việc cả cái bến sông Đồng Tâm này Cũng là của gã Quân của Giang tràn lên bờ Cả chục kẻ mưu tính đang định quê cái quán cóc này Rồi xông vào giết chết xứng với Châu Nhưng cả bọn chưa kịp bắn mưu xong Thì liền lập tức nghe tiếng hô hào từ trong quán cóc Xứng với Châu dẫn thêm độ bốn gã đàn em Xông ra đâm kiếm liền một mạch Giết chết ba mạng người của Giang rồi lao đến quần chiến đẫm máu với quân của Giang. Quân của Giang trở tay không kịp, hốt hoảng chạy tán loạn. Hai băng nhóm chém nhau, kêu vang hết cả khúc sông. Trong lúc loạn lạc ấy, thì đều liền nhân lúc xứng và châu không để ý mà lẻn ra sau vườn quán cốc để đào xác của Thu Hương lên. Gã kịp đem xác của cô đặt lên chiếc bè tre, thì cũng là lúc cuộc chiến đã vãn hồi đi đến hồi kết. Quân của Giang bị chém chết gần hết chỉ còn mỗi mình giang đang bị xứng với châu và một tên đàn em còn lại của hai gã đang quỳ lấy giang hoảng sợ tóc tay rũ rượi quân của gã đông hơn là như vậy mà lại thua trong tay của xứng với châu chỉ vì sự bất ngờ giang ngoảnh cổ lại thì thấy đoài đang lấp ló ở bờ sông thì liền kêu lên đoài cứu tao nhưng đoài lặng thinh gã chẳng thèm trả lời mà nhảy thẳng lên bè tre cho thả bè xuôi sông chạy trốn thẳng Xứng thấy như vậy thì liền hô lớn Thằng chó này đứng lại cho tao Rồi cũng vác dao truy đuổi theo Còn Giang chưa kịp nói lời nào Thì đã bị tên đàn em của Châu Đè nghiến ngã xuống Châu trợn mắt nghiến răng một hồi Rồi bổ dao phay Chặt một nhát dụng đứt lìa cây đầu của Giang Rơi xuống đất lần lồng lốc Mắt Giang mở to Nhưng không thể tin nổi rằng Mình lại rơi vào kết cục như vậy Lại càng không thể tin được rằng Trong hồi quan trọng nước sôi lửa bỏng thì đoài lại phản bội gã chính gã đã vì đoài mà mới đem quân tới chính gã cũng vì quá tin tưởng đoài mà tham lam nên mới phải chết đoài xuôi theo nước dòng sông lô cứ đi đi mãi rồi lại chạy ngược lên bờ gã cõng cả xác của thu hương theo ngụy trang xác cô thay một người ốm bệnh mà vác trên lưng gã tìm về quê của thu hương ở an phụ hải dương nhân đấy gã tìm đến nhà bố mẹ đẻ của cô rồi xin vào lãnh tạm gã đem xác của thu hương đến trước mặt hai người rồi vờ bày ra màn kịch kể khổ khóc lóc nói lại bố mẹ còn với thu hương chung sống ở trên ấy đã được 5 năm với nhau còn với cô ấy yêu thương nhau nhiều lắm nhưng số cô ấy yêu mạng thành ra bị trúng gió độc mà chết ước nguyện cuối cùng của cô ấy là được chôn cất ở quê hương của mình bố mẹ của thu hương là ông hàn và bà triều không nghi ngờ gì đoài và tin chắc rằng lời gã nói là sự thật tuy thu hương chết đã lâu nhưng xác của cô không hề phân hủy mà cũng không hề bốc mùi hôi thối quả thật là một kỳ tích điều ấy khiến cho ông hàn và bà triều tin chắc rằng cô chỉ mới chết gần đây còn đoài thì thuận lợi lửa lọc được sự tin cẩn của hai ông bà già từ đó hắn trở thành một con sói đội lốt cừu sống ẩn dật trong nhà của ông hàn như một người con rể tận tụy và quyết không để lộ sơ hở tâm ngoan thủ lạc lòng lang dạ sói thêm một lần nữa cho đến khi hai vợ chồng ông hàn nhắm mắt xuôi tay thì mới thôi ông hàn và bà triều không có nhiều con chỉ có mỗi mình thu hương là con đẻ cô bỏ xứ mà đi để hai ông bà một mình côi cút sống trong căn nhà vắng lẽ thường nếu như đoài không đem xác của thu hương trở về thì số gia sản này theo quy định sẽ phải sung vào đất của dòng họ sau khi hai ông bà chết đi nhưng nay đoài đã trở về thì số đất ấy theo lý là phải chia cho đoài là con rể vì con rể cũng phần nào được coi là con cái trong nhà sẽ tiếp tục chăm sóc hai ông bà cho đến khi về già phần gia sản ấy cũng được coi là phần ơn nghĩa mà ông bà trả thay cho đoài đoài cứ ngày ngày đi làm đồng đêm đến lại về đóng cửa ngủ sớm Gã không dám lộ ra cái tâm ngoan thủ lạt ở đây Mà cũng không dám âm mưu giết bố mẹ vợ Để nhanh chóng chiếm được gia tài Bởi vì vùng này không giống như vùng cao Giết người không ai hay là không biết Mà tại đây lắm người qua lại Càng khiến cho gã không dám làm việc ấy Cho đến một ngày Ông Hàn tổ chức đám rỗ Cả họ quây quần lại nhà để uống rượu trong ngày rỗ Đòi liền nhân cơ hội ấy Chuốc rượu cho ông Hàn thật say Lại mở cửa cho gió thật to tỏ như vô ý ông hàn già cả không uống được nhiều lại không chịu được gió độc nên bị trúng gió ốm suốt kịch liệt đoài lại nhân thêm cơ hội ấy kê thêm mấy bài thuốc bắc tính kịch độc âm thầm cho ông hàn uống ông hàn uống xong thì trở tay không kịp chết bất đắc kỳ tử bà triều cũng vì đau buồn mất trầm mà mấy tháng sau cũng lăn ra ốm bệnh mà chết đoài nghiễm nhiên được hưởng toàn bộ gia sản của hai ông bà để lại nhưng tội ác của gã có lẽ đến đây đã là điểm cuối cùng bởi vì gã đã chạm phải một điểm giới hạn một điểm giới hạn hồi chót mà thu hương đã dành cho gã tại nghĩa trang nơi xác của thu hương được trôn xuống người ta đột nhiên thích cỏ chết héo rũ nhánh cây hoa lá mấy chục mét cũng đột nhiên mà chết hết đoài từ khi lập mưu chiếm hại được ông hàn lại giở thói cũ gã bắt đầu lại đảng điếm như xưa được đồn nửa tháng thì đón một cô vợ kế về tên cô ta là thanh cô ả à này cũng gã tranh chua tính tình nhỏ mọn cô nhìn thấy di ảnh của thu hương đặt trên bàn thờ mà hồi còn sống ông hàn đã lập cho thu hương thì cảm thấy chướng mắt lắm một hôm cô ta nói với đoài ảnh của chị ta mà cứ chồng chọc vào mắt em như vậy thì mất tự nhiên lắm anh xem thế nào thì xem đi dẹp phát cái bàn thờ ấy đi chứ để lại làm cái gì đoài không cho việc ấy là đúng gã nói Tôi có muốn dẹp đi chứ Cô tưởng tôi báo bỏ cái gì Nhưng mà ở đây làng nước Người ta qua lại Tôi làm việc ấy thì người ta lại dị nghị Nếu mà còn như đợt ở trên Hà Giang Thì còn lâu mới có thở cúng như vậy À Thanh liền nói Vậy thì anh úp cái ảnh của chị ta xuống đi Cứ nhìn chầm chầm vợ chồng người ta như vậy Ngứa cả mặt Đoài nghe thấy như vậy Thì cũng cảm thấy có lý Cả ưng ngay liền nói Đúng là nhìn chồng chọc thì cũng ghét thật đấy Rồi gã úp mặt cái di ảnh của Thu Hương nằm xuống Từ bấy giờ chẳng thèm thờ cúng hương hỏa gì Chỉ khi nào người đến chơi Thì gã mới giả bộ cắm hương Nước mắt lã chã Đạo đức giả để lừa người ta Có một tối À Thanh ra ngoài về muộn Khi ấy đoài không có ở nhà Mà chỉ có duy nhất căn nhà vắng Với con chó vàng ở dưới bếp À Thanh lui cui bước xuống bếp để nấu cơm Thì liền thấy ở trong bếp từ lúc nào đang có người ngồi ở đó Cái bóng người mặc bộ đồ lụa mượt mà Da thì tím ngắt đen kín kín Quay ra nhìn ả à, nhuền miệng cười Để lộ hàm răng trắng bóc Ả à, kinh hại quá Liền hét toáng lên Thì cái bóng người kia biến mất Không còn thấy đâu Trở lại nhà trên Ả à, nhìn thấy trên bàn từ lúc nào Đã đặt sẵn một chiếc lọ nhỏ Tấm di ảnh của Thu Hương bị đoài úp xuống Trên bàn thờ Từ lúc nào đã đặt ngửa lên một cách ngành ngắn ả à, thanh sợ quá chẳng dám đi đâu bèn chờ đoài về rồi đem sự tình kể lể với gã trời ơi anh ơi hôm nay không khéo lại em gặp ma mất rồi em nhìn thấy bóng dáng người đen nhỏ nó ngồi ở trong bếp lại còn quay ra nhìn em cười rồi biến mất rồi cái ảnh kia nó lại còn được đặt ngay ngắn như lúc anh chưa úp xuống mới lạ chứ đoài gằn ngay con chữ ả à là giờ hơi lắm chuyện gã nói Bóng nào mà bóng Khéo lại nhìn gà hóa cốt chứ chả gì Thì trước đến nay tao chưa bao giờ gặp phải ma Nên là mày đừng có tính hù tao Còn cái ảnh là cho tao lật lên Vì hôm nay có ông bác họ con hương qua chơi Thần hồn nó thần tính Gác chữ ả à thanh xong Thì bỏ thẳng vào trong buồng Mà không thèm nói chuyện với ả à. Còn ả à thanh thì thất thần một lúc Rồi mới tỉnh táo lại Nghe đòi nói như vậy Thì ả à cũng bớt sợ nhưng ả à lại chợt nghĩ đến một câu chuyện ả à toan gọi đòi quay ngược lại để gã lý giải cho ả à là về cái lọ nhỏ đặt trên bàn hồi chiều nhưng giờ khi ả à nhìn lại thì không thấy cái lọ ấy đâu ả à hơi hoảng nhưng cũng chẳng có bằng cứ gì về chuyện ấy nên đành thôi ả à lại quay xuống bếp nấu cơm nấu cơm xong ả à lại lên buồng trên và lật úp lại cái dị ảnh của thu hương nằm xuống để khỏi phải đối diện với con mắt nhìn trọng chọc, chọc vào cô nhưng khi ả à vừa úp xuống Chưa rời tay Thì cái dị ảnh ấy Bỗng tự động lật ngược trở lên Cả người của ả à như một thế lực vô hình nào đó Đẩy cực mạnh đâm sầm vào mép tủ Đầu của ả à đập mạnh vào tủ gỗ Kêu lên cốp một cái tóe cả máu phun ra Ả à kêu lên điên tiết như lợn bị chọc tiết Ả à kêu ẩm ĩ lên như vậy Thì đòi cũng từ trong nhà xông ra Gã quát lớn Cô lại giả cái trò gì vậy Hay là lại mắc cái bệnh tâm thần rồi à? để tôi đưa cô đi viện nhé nhưng ả à thanh gào khóc ai à bò lồm cồm đến chân của đoài mà gào lên em thể với anh là có con ma trong nhà này rồi em vừa úp cái ảnh của chị ta xuống thì nó tự động đặt lên còn đẩy em một cái đâm sầm đầu vào cái bàn thờ nữa đoài không tin cô không cho là đúng vì trước giờ gã cũng chưa bao giờ gặp ma mà cũng chẳng bao giờ tin rằng ma có thật gã gạt phăng cái chú ý của ả à thanh mà chỉ kêu Không có cái ma quỷ gì cả Cô nhìn gà hóa quốc rồi tự dọa mình bảo là ma Đi xuống bếp dọn cơm nhanh lên Rồi ma tôi đưa cô đi bệnh viện Cũng là nhiễu sự Đoài chỉ cho rằng Vì à thanh thế đoài không còn mặn mà gì vì à, Nên giờ trò ống ẻo Chứ chẳng phải là ma quỷ gì cả à thanh khóc ròng không dám nói gì Rồi đi xuống dọn cơm lên cho gà y như lời Ngày hôm sau à không tin chuyện này là do mình tưởng tượng ra Mà cho rằng những chuyện này Thực sự là do ma quỷ À nghe tin rằng ở bên xã Có một ông thầy bói cao tay lắm Liền sắm sửa đồ lễ Tiền vàng đầy đủ Đem mâm cúng qua điện thờ của lão để khấn vái Qua đến nơi À thấy người ta xếp hàng độ dài hơn chục người Cũng đang chờ lễ ở bên ngoài điện Để gặp diện kiến thầy À chờ mãi Chờ mãi đến tận buổi trưa Thì cũng được vào để gặp ông ấy Thầy ấy tên là Phùng Mấy năm trước bị sát đánh không chết Thành ra lại có thể nhìn thấy quỷ thần Từ đó hành nghề thầy bói được nhiều người tin tưởng Khói hương không ngớt Thầy Phùng vừa nhìn thấy ả à bước vào trong điện Đã than ngay Trời ơi Con cháu nhà ai mà phúc âm trạch bị mỏng thế kia Lại có khí đen Mặt đen lắm à vội vã đặt cây mâm cúng sức trước mặt của thầy Xoa tay khóc giọng nói Lại thầy Chắc có lẽ mấy hôm nay con gặp phải ma rồi Rồi à đem gặp chuyện ma quỷ như thế nào Mà kể cho thầy phụng nghe Thầy Phùng nghe xong liền nhíu mày hỏi lại Cô kể cho tôi nghe cái đoạn Mà có cái lọ nhỏ đã trên bàn xem nào À thanh thành tâm răm rắp Nghe theo chắp tay rồi nói Thì là lúc con vừa mới lên trên cái nhà trên Con nhìn thấy tấm ảnh bị úp xuống con sợ quá Lại con nhìn thấy cái lọ bé tí cây lọ ấy đặt ở giữa bàn uống nước nhà con mà kỳ lạ hơn ở chỗ là trong nhà con chưa bao giờ dùng cái lọ ấy nhìn nó có như lọ thuốc gì ấy thưa thầy nó bằng gốm sứ à thanh chép miệng một cái xong lại kể tiếp cây lọ ấy đặt chính giữa cái bàn uống nước con nằm trong ấy có một thứ nước nhưng mà cũng chỉ được nửa lọ thôi thưa thầy thầy phùng nghe xong liền cau mày bấm đốt ngón tay rồi lại lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu à thanh thấy như vậy liền hỏi dạ sao vậy thưa thầy thầy vùng nhăn mặt nói theo lời của cô kể thì đây phải là một giống ma nào đó ngoan độc lắm thường thì nó chỉ xuất hiện ở thời cổ mà thôi loài ma này không thể nào xuất hiện ở thời hiện đại được à thanh liền hỏi lại nó xuất hiện ở thời cổ đại sao thầy thầy vùng gật đầu nói thường thì nó xuất hiện từ hồn ma của cung phi trong cung điện nhà vua hiếm khi xuất hiện ra ngoài mà trả thù xong thì nó cũng biến mất nhưng mà cái loài ma này lâu quá rồi tôi không có gặp nên là cũng không có nhớ rõ để tôi thử dở cái điện tịch cho xem nào nói xong thầy phùng quay đầu bưng một cái chắp đặt ở góc điện ra bên trên bàn rồi đem một cuốn sách kiểu cổ toàn chữ hán ở trong đó bê ra đặt ngay ở trước mặt chậm rãi giờ từng trang như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó giờ đến một đoạn thì tay của thầy liền dừng lại thầy chăm chút đọc chữ tại trang ấy rồi nét mặt ngày càng xa sầm lại lát sau thầy gặp sách lại mặt thở dài không nói gì à thanh thấy như vậy thì liền hỏi sao vậy thưa thầy bộ con ma này nguy hiểm lắm sao trong sách ấy nói gì thưa thầy thầy phụng chấp miệng trịnh trọng nói Thật là không ngờ thời hiện đại như thế này Mà vẫn còn có thể xuất hiện cái loại ma này Không, không thể nói nó là ma Mà phải gọi nó là quỷ thì đúng hơn Một loài quỷ thử độc À thách mắt trợn tròn Mở to hỏi gấp Quỷ thử độc hả thầy Quỷ thử độc là cái gì thưa thầy Thầy vùng vút dâu tỏ vẻ nghiêm trọng nói Nó là một con ma chết Vì uống thuốc độc tự tử Hơn nữa Ở mộ con ma này thì cỏ cây cũng không thể mọc nó Nó sẽ dụ cho người ta uống thuốc độc tự tử Mà chết theo nó để trả thù Trước khi nó xuất hiện dụ dỗ và hành sự Tầm độ chục vài ngày Thì sẽ có một cái chén Hay là một cái lọ gì đó chứa thuốc độc xuất hiện trước mặt của nạn nhân Thường là thuốc độc trong chén Hay là trong lọ chỉ có một nửa Vì một nửa là hồi còn sinh thời Còn mà nó đã uống rồi Mà thử độc thường sẽ kết thúc thủ oán sau khi trả được thù và sẽ không giết lây lan sang người khác. còn nếu nó đã giết sang cả người vô tổ, thì nó đã hóa thành quỷ và chẳng thể kiềm chế được hành động của mình. À, thanh hoàng sợ nói. ý thầy muốn nói là con ma thừa độc này nó tính báo thù, nhưng mà báo thù lầm sang con nên là chứng tỏ nó đã thành quỷ. thầy phụng gật đầu nói, đúng là như vậy. Con ma thử độc đáng lẽ không hóa thành quỷ được Bởi vì tội lỗi của cô chưa đủ Để nó phải trả thù Nó khiến cho cô nhìn thấy cái lò, Có thể là một lời cảnh tỉnh Hoặc là do linh tính của nó đã mất Chỉ còn biết trả thù Nên hóa thành quỷ thôi À Thanh gục đầu lại tạ thầy Phùng liên tục nói Lại thầy vậy xin thầy giúp con Xem có cách nào có thể giải thoát con khỏi cái kiếp nạn này không Thầy Phùng xua tay nói cách thì cũng có nhưng mà phải biết được xác của nó chôn ở đâu đào lên để yểm âm trạch thì mới có thể mong rằng nó không quay trở lại à thanh phân vân quá à nói biết nó là con quỷ về báo thù rồi nhưng con đâu có biết nó là ai mà tìm được mộ của nó đây thưa thầy thầy phùng trượt hỏi vậy chứ trước đây cô hoặc chồng của cô có gây thù chúc oán với ai không rồi để nó phải tự tử vì thuốc độc mà chết nếu quả thực là có thật Thì người đó chính là con quỷ thử độc Tìm được mộ của người đó Để tôi tự yểm âm trạch là xong A à Thanh gật đầu vâng giả A à tưởng nhận là à không có khiến ai như vậy Chắc chỉ có thể là chồng của gã Là đoài đã làm ra Nên à hẹn thầy Phùng là bữa sau sẽ quay lại Để nói với thầy kết quả mong thầy giúp đỡ Về đến nhà à đem câu chuyện đó nói với đoài Để cho đoài biết rõ Mới đầu thì đoài còn gật cù nửa tin nửa ngờ Nhưng sau khi đoài nghe đến đoạn Thầy Phùng suy đoán là có người vì gã Mà phải uống thuốc độc tự tử Quay về tìm gã để trả thù Thì gã liền giật mình Gã chợt hoàng hồn nghĩ lại Nhớ đến cái buổi đêm rông bão ấy Một câu nói khắc sâu trong tâm khảm của gã Một lời nguyện rủa Từ chính người con gái đầu tiên Người vợ đầu tiên của gã Là Thu Hương Thu Hương cũng chính là người Mà đoài vừa hận lại vừa có tình cảm sâu nặng nhất mặc dù gã đối với cô như loài cầm thú nhưng giờ có những lúc nghĩ lại gã cho rằng tuổi trẻ của gã dã mạt nên mới làm ra những chuyện ấy còn bây giờ gã đã trung tuổi thì có nhiều suy nghĩ được chín chắn hơn nên cũng có một chút hối hận nghe thanh kể xong đoài không chần chừ được lâu thì liền hối ả à đi mua sắm sửa đồ lễ để hôm sau đến gặp thầy phong. đến ngày hôm sau gã và ả à thanh cùng nhau rộng rắn qua xã bên Xếp hàng chờ đến lượt Khi đến lượt của mình Gã sẵn sổ vào bên trong chẳng chẳng được gọi Thầy Phùng vừa nhìn thấy gã thì liền kêu lên Trời ơi Sao mà ác khí nặng đến như vậy Khí đen ngột ngột lắm con Đoài không hiểu ý của thầy Phùng nói là gì Chỉ ngồi xuống dò hỏi Dạ thưa thầy không biết thầy nói thế có ý là gì Thầy Phùng liền nói Hồi còn trẻ Anh gieo nhiều việc bất nhân Thảo nào mà khó tránh khỏi người ta trả thù Đoài nghe thấy như vậy thì hơi giật mình Vì lão thầy Phùng này nói quá đúng Hồi còn trẻ Đoài ám hại biết bao nhiêu người Lại còn dùng những thủ đoạn hết sức Lại còn dùng những thủ đoạn hết sức dã mạt Để đạt được mục đích Mãi đến mấy năm gần đây Thì cả mới hãm lại cái thú tính của mình Bằng không Thì à thanh ngày hôm nay ở đây Cũng sẽ rất có thể là nạn nhân tiếp theo Mà gã hành sự không chờ cho đoài trả lời thầy vùng đã hỏi ngay được rồi cái nguyên nhân vì sao thì tôi không cần rõ tôi chỉ cần biết là cái mộ của người đã uống thuốc độc tự tử vì anh nó đang ở đâu đoài gãi đầu gãi tai hai mắt đã híp lại mà suy nghĩ một chốc gãi nói đó là người vợ đầu tiên của tôi cô ta được chôn trong nghĩa trang của làng thầy vùng gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện rồi hối đoài đưa mình tới chỗ đó Tới nơi Khi đoàn chưa kịp chỉ ra ngôi mộ đó Thì thầy Phùng đã đoán ngay Người chết nằm ở đây có đúng không Đoài hơi hốt hoảng Vì không ngờ thầy Phùng lại đoán chúng như vậy Gã liền hỏi ngay Thưa thầy sao thầy lại biết được chuyện ấy Thầy Phùng mắt mở to quả quyết nói Không biết làm sao được Mộ của con quỷ thử độc Không bao giờ có có thể mọc nổi Đấy là cái nghiệp mà trời trừng phạt nó Vì cái lời nguyện độc địa Đoài còn đang phân vân Không biết quỷ thư độc là cái gì Thì Thanh đã giải thích cho gã Em đã nói với anh rồi Mấy hôm nay nhà mình có ma Chính là con quỷ ấy đấy Trước khi nó dụ cho ai uống thuốc độc Thì thường có xuất hiện một cái lọ trước mặt người đó Đoài nghe đến đây Thì liền xanh mặt kêu lên Trời ơi tối hôm qua Tôi cũng vừa nhìn thấy cái lọ ấy xong Tôi còn tưởng là mình bị hoa mắt thể vùng mắt sáng quắc Vút dâu hỏi anh nhìn thấy cái lọ thuốc độc rồi sao Vậy là nó đã tìm đến đúng khổ chủ rồi đấy Anh mau cho tôi biết khoảng thời gian Mà con ma đó uống thuốc độc Trước khi chết là khi nào Đoài lim dim Tỏ vẻ hơi mơ hồ Tưởng tượng nhớ lại Một lúc sau thì gã thốt lên Tôi nhớ rồi thưa thầy Chính xác là khoảng độ 10 giờ đêm Mà tôi hôm qua tôi nhìn thấy cái lọ ấy Cũng chính vào cái khoảng thời gian ấy Thầy Phùng lại quay sang hỏi Thanh Vậy chứ cô nhìn thấy cái lọ đấy được mấy hôm rồi À ta nói Thư thầy cũng độ được khoảng 6 hôm Thầy vùng gật củ trợn mắt nói May cho nhà cô Đêm nay vẫn còn kịp Con quế sau 7 ngày nó hiện ra Thì chỉ có trời mới có thể cứu nổi cô Đêm nay là đêm thứ sáu Vậy thì phải đúng 10 giờ đêm Hai người phải có mặt ở đây Để tôi trích máu Làm lễ vợ trả oan Đánh lạc hướng con quỷ để từ nay nó cứ ngỡ rằng đã trả thù Mà không quay lại để tìm hai người nữa Nói xong Thầy Phùng hối hai người quay trở lại nhà gấp Đến đêm thì lại quay ra Mang theo đồ tiền bạc vàng mã Còn có cả xẻng đào đất Để khai quật cái xác lên Làm lễ trả oan Đúng 9 giờ tối Đoài và Ả à Thanh có mặt trước mộ Cây mộ chọc trống hoác không có cây Nên rất dễ dàng nhận thấy Nó nằm ở vị trí nào Chỉ cắm độ 10 phút Trước khi thời điểm 10 giờ tối Là thầy Phùng đã lóc góc đạp xe đạp tới nơi Lưng đeo một cái cháp đựng đồ cúng Khi xe đạp của thầy Phùng dừng trước mộ Thầy ta lại hối đoái nhanh chóng Đào cái xác lên để thầy làm lễ Mất độ khoảng gần một tiếng đồng hồ thì đoài cũng đào trúng được cái nắp quan tài Thầy Phùng hối túc càng nhanh Vì đã sắp qua 10 giờ Đến 11 giờ thì làm lễ cũng vô dụng Vì cũng đã qua mất cái giờ Mà con ma lúc sinh thời đã chết Đoài hì hục làm theo không dám cãi lại Gã sợ lắm Gã sợ cái âm thanh nguyện rủa của Thu Hương Sẽ lại vang lên trong đầu của gã Đúng 10 giờ 45 phút Cái nắp áo quan được bật trở ra Bên trong liền lộ ra một cái xác người đen kịt Không hề thối giữa Mà vẫn cứng đơ vóc dáng như ngày nào À Thanh vừa nhìn thấy cái xác Thì liền kêu lên ngay Ôi trời ơi thưa thầy Nó chính là cái bóng người hôm rồi mà con nhìn thấy ngồi sổm trong cái bếp nhà con Không thể sai được Thầy vùng gật đầu đáp lại Vậy thì trăm phần trăm Đây chính là xác của con quỷ rồi Anh mau đem cái xác lên đây Thầy vùng hối đoài Vật chiếc xác đem lên trên Rồi nhanh tay làm ra ấn ký Đặt lá bùa dán trên cây xác Lại hối hai người đoài và thanh Và cắt máu nhỏ vào trong cây lá bùa Xong việc thầy lại nói với hai người Từ nay tôi đã yểm bùa cho nó không còn xuất hiện nữa nhưng mà hai người cần phải nhớ kỹ là không bao giờ được quay lại đây nữa vì nếu nó phát hiện ra hai người quay lại nó sẽ đội mổ trở lại một lần nữa mà trả thù nghe thầy phùng nói như vậy đoài với ả à thanh răm rắp nghe lời đoài đặt chiếc xác nằm ngay ngắn lại trong quan tài lại đặt chiếc nắp áo quan quay trở lại rồi lại lấp đất đắp lại chiếc mi mộ hoàn chỉnh không sai biệt như lúc ban đầu xong chuyện đoài với ả à thanh cảm tạ thầy phùng rồi trở về nhà còn thầy phùng thì cũng cắp cái cháp trở lại điện ở xã bên nhưng có vẻ như cả ba kẻ này đều đã lầm tưởng và thu hương đâu dễ dàng buông tha cho bọn chúng thầy phùng là kẻ đại diện cho nhà thánh mà lại nối giáo cho rằng giúp cho đoài và thanh làm những chuyện ác thì thầy ta tất nhiên phải nhận lấy sự trừng trị ngay khi cả ba người vừa rời khỏi thì ở trong nấm bia mộ trên cây sắc của thu hương Lá bùa dán trên mặt của cô Bỗng nhìn bốc cháy Còn khuôn mặt đen kịt của cô Chật lộ ra một nụ cười Họ ra hàm răng trắng bóc Trên khuôn mặt đen nhẹm Thầy Phùng vừa về đến nhà Đặt được cái cháp xuống cạnh giường Thì liền thẳng thốt kinh hãi kêu lên Trời ơi Trước mắt của thầy xuất hiện một cái lọ Một cái lọ y như lời của Ả à, Thanh và Đoài Cái lọ đặt ở chính giữa điện thờ Và chỉ còn lại một nửa thư thuốc trong đó Thầy vùng hoảng quá quay đầu chạy chối chết Nhưng sau lưng của thầy Dường như có một bóng đen cứ bám đuổi theo Tối hôm đó Ở tại căn nhà của đoài về Ả à Thanh Hai người này cũng không tránh khỏi số kiếp Khi đoài và Thanh vừa bước vào trong nhà Chưa kịp bật đèn lên thì cũng phát hiện ra trong đó Từ lúc nào đã có một người đàn bà đen nhẹm Đang ngồi lùi túi ở đó Ả à Thanh mồm miệng há hốc Không nói được gì Còn đoài chỉ lắp bắp run sợ chỉ tay về phía người đang ngồi Ngón tay run cầm gập Miệng của gã kêu lên ngắt quãng Cô, cô Cái người đang ngồi giữa nhà Bàn chân vắt chéo với khuôn mặt đen kịt Đang nở một nụ cười với hàm răng trắng bóc Trên nền da đen kịt Người đó chính là Thu Hương Người con gái khốn khổ Đã bị đòi hành xác Và từ từ bức tử cô phải chết Người mà chính đoài đã táng tận lương tâm Cho chó tha đi để quật sắc cô lên giờ trò đổi bài gã còn cầm thú đến mức mưu hại cả cha mẹ cô để chiếm lấy gia tài gã làm cho linh hồn người dưới mộ hoang của cô cũng không thể yên nghỉ mà phải đội mộ hoang sống dậy để trả thù sắc mặt của thu hương từ đen kịt chuyển sang hồng nhuận miệng cô nở một nụ cười ngọt ngào rồi nói đoài uống thuốc cùng em đi trong đời của đoài chưa bao giờ nghe những lời ngọt ngào như vậy từ miệng của thu hương đó là một sự tiếc hận duy nhất trong cuộc đời của gã. Có lẽ, đó cũng là tâm nguyện, cả mong muốn lớn nhất đạt được từ Thu Hương, nhưng gã không bao giờ có nổi là tình cảm chân thành ngọt ngào của cô. Tại vì hắn đã đang tâm cứng bách hành hạ cô, nên gã chẳng bao giờ có được điều đó. Khi nghe được những lời ngọt ngào này, loài không tự chủ được mà vui sướng nghe theo lời của Thu Hương. Gã bước đến gần cô, nhẹ nhàng mê mạt, nói ừ một tiếng rồi đổ cả nửa lọ thuốc độc vào trong miệng Sau đó lăn ra đất Sẽ đành đạch mà chết Tương tự như ả à thanh lúc này Cô xuất hiện một lọ thuốc độc trước mắt Ả à, hai mắt mê man cũng tự động cười nói Rồi quay qua cầm lọ thuốc độc Đổ thẳng vào trong miệng Rồi lăn ra chết hết như đoài Cuộc sống của kẻ cầm thú như đoài Đã phải kết thúc như vậy Còn thu hương thì sao Liệu cô có ngừng lại hành động giết người của mình Sau khi trả được thù hận hay không không cô không ngừng lại Vì giờ đây cô thuộc vào dòng dõi loài quỷ Chứ chẳng còn là loài ma sơ đẳng nữa Nạn nhân tiếp theo mà cô ra tay Chính là thầy Phùng Thầy Phùng biết rằng số mình sắp tận Nên nghĩ ngay đến chuyện cầu viện Là vì thầy tự phụ Nhưng suy cho cùng Lại không đủ pháp lực cao tay Để chấn yểm cái hồn của Thu Hương Dẫn đến bị Thu Hương nguyện rủa mà chết ngược Thầy Phùng chạy đến chùa Hàm Long nhà sư thầy thích triều quang cứu giúp nhưng khi thầy vừa kể tường tận xong một chuyện thì thu hương đã xuất hiện cái lọ thuốc độc xuất hiện ngay trước mắt thầy phùng và thầy phùng cũng tự động đột thuốc độc vào miệng rồi lăn ra chết thu hương vẫn không hề dừng lại một lọ thuốc độc xuất hiện trước mặt thầy thích triều quang nhưng thầy thích triều quang không phải là hạng vừa thầy là cao tăng đắc đạo thầy chỉ vừa nói một câu nghiệp nợ xong rồi thì người cũng nên buông tay đi Thầy nói xong như vậy Thì ánh mắt của Thu Hương cũng chuyển sang mềm mạt Cô dần biến mất Và từ đó không còn xuất hiện nữa Thầy thích chiều quang đến ngôi mộ của cô chôn tại nghĩa trang trong làng Cải táng đem cái xác chôn sang nghĩa địa mà ông Trịnh làm quản trang Để cho hồn của Thu Hương dứt nghiệp căn Lại bắt cô về chùa Hàm Long Để siêu độ Từ đó Trong cái nghĩa trang hoang vắng của ông Trịnh xuất hiện thêm một nấm mộ không có người thân một nấm mộ cò mọc không nổi và ẩn chứa trong đó